trong dây thất phải, ta dự đoán sẽ có quá trình ngược hẳn với quá trình dây thất trái. Nghĩa là chúng ta sẽ thấy sóng rơi cao bất thường ở các chuyển đạo bên phải của lồng ngực và sóng ép sâu ở các chuyển đạo bên trái của lồng ngực. Trong thực tế, khi thanh của thất phải tăng lên ít nhất 2 lần độ dài bình thường, điện thể khử cực ở khối cơ thất phải sẽ lớn và có thể tạo nên sóng rơi cao ở các chuyển đạo bên ngực phải và sóng ép sâu ở các chuyển đạo bên ngực trái. Nghĩa là chúng ta có thể thấy được sóng rơi cao ở chuyển đạo V1, V2 và sóng ép sâu ở các chuyển đạo V5, V6. Ở chuyển đạo V1, nếu có sóng rơ biên độ lớn hơn 7 mm, nghĩa là lớn hơn 7 ô nhỏ, thì ta nghi ngờ đây là một trường hợp dây thất phải. Hoặc nếu tỷ lệ biên độ của sóng rơ đến sóng ép lớn hơn 1, thì đây cũng là một trường hợp dây thất phải. Hình ảnh điện tâm đồ dưới đây là của một bệnh nhân bị tắc áp phổi mãn tính. Chúng ta hãy cùng nhau phân tích điện tâm đồ này. Nhìn trên điện tâm đồ, chúng ta có thể thấy được biên độ sóng R cao ở các chuyển đạo của thất phải, tương ứng với chuyển đạo V1, V2, V3 và sóng S sâu ở các chuyển đạo V4, V5 và V6. Biên độ sóng R ở chuyển đạo V1 lớn hơn 2 ô lớn, nghĩa là lớn hơn 10 mm. Như vậy, theo định nghĩa ban đầu, thì đây là một trường hợp dây thất phải. Bên cạnh đó, chúng ta thấy đoạn ST chân giữ đường đặng điện ở các chuyển đạo V1, V2, V3 và có sóng T âm sâu. Nhưng không vì thế, chúng ta xác định đây là một trường hợp nhồi máu cơ tim cấp, mà thực chất đây là một trường hợp tăng gánh tâm thu. Hãy nhìn vào các chuyển đạo của mặt phẳng tráng. Phức bộ quy rẽ ở chuyển đạo D2 là đặng điện, vì vậy sẽ có hai khả năng của trục điện tim là trục A hoặc trục B. Tuy nhiên, phức bộ quy rẽ ở chuyển đạo D3 là dương và phức bộ quy rẽ ở chuyển đạo AVL là âm. Vì vậy, trục của điện tim là trục B. Ta có góc của trục điện tim là 150 độ. Trục lệch phải tương ứng với dây thất phải. Mặc dù có nhiều trường hợp dẫn đến biên độ sóng R cao ở chuyển đạo V1 không liên quan đến dây thất phải, tiêu chuẩn điện thể sóng R cao ở chuyển đạo V1 lớn hơn 7 mm là một tiêu chuẩn đặc hiệu. Tuy nhiên, cũng như dây thất trái, độ nhạy của điện tâm đồ trong chẩn đoán dây thất